Yes! Oh! Oh my God, look at his eyes. Yeah, there's two eyes, yeah. Mình di chuyển sang bên ngoài và cùng nhau đi theo em, mình sẽ chuyển sang đi bằng tàu ạ. Thì ngày hôm nay mình đi là tàu cho tour số 9 ạ. Và khi mà mình di chuyển đến tàu rồi thì tàu sẽ nhổ neo chạy ra ngoài khơi và tàu sẽ dừng lại ở một cái điểm câu mực. Thì khi mà tàu dừng hẳn lại thì em sẽ hướng dẫn cho quý gia đình về cách trải nghiệm câu mực đêm và em sẽ cung cấp dụng cụ câu cho quý gia đình được không ạ. Thì đoàn mình sẽ câu cho tới tầm khoảng 7:30 hoặc 7:45 thì bên em sẽ sắp xếp ăn tối cho mình dùng luôn ở trên tàu. Hello mọi người, chào mọi người đến với kênh Leo Can Go. Mình lần đầu tiên luôn mà đi câu mực luôn. Đó giờ mình chỉ có coi trên YouTube và trên TV thôi, quảng cáo trên mạng thôi, nhưng còn bây giờ mới đi. Đó. Mình đang ngồi ở trên nóc của cái tàu luôn. Tàu này khá bự nha. Tàu này chở được cả 100 người luôn á. Đây, cái tàu đây. Cáp treo dài nhất Đông Nam Á. Đây là những hải sản mà họ bán kèm theo nữa. Ai thích ăn thì ăn. Đó, mấy này hải sản tươi luôn á. Ốc bắt ngọc nha, gọi là ốc mặt trăng á. Con ngọc cổ là chỉ có Phú Quốc mới có con này thôi nha. Đó. Đây là một con mực nè, nó có 8 mũi câu mọi người, nó là như con chân nhện luôn. Mình thử nha, làm thử coi mình câu được làm sao. Mà thêm một điều nữa là cái tàu này sẽ phát ra ánh sáng màu xanh để thu hút những con mực. Con mực rất thích những ánh sáng nổi mà và chói mọi người. Đó, mình sẽ hạ xuống nè. Chiều dài của cái dây con mực này là độ khoảng 7-8 mét mọi người. Ở đây độ sâu độ khoảng là 5 mét, 3-5 mét. Tình hình ngồi con mực này câu nửa tiếng hồ mà không được con nào mọi người. Nửa tiếng hồ luôn, bao xui luôn. Có mấy người ta câu được nhưng mà đoàn khoảng 100 người, mình chỉ có thấy có 2-3 người được câu được mực thôi. Vậy là hên xui. Anh xui nha, mình đang đi xuống dưới mạn tàu để thử vận may thử. Yeah, yeah, no. Right? Yes! Yes! Wait! Go. Dù cái nó lộ luôn cái dây luôn. Ok. Buổi chiều mới được con này nè, nữa dễ thương chưa? Ui con này còn
con này nó đói lắm rồi. That must have been the one that was hanging around. Maybe you know, I get a lot from you. You could feed the whole ship. À, chị có chào bao? Con này chờ cả buổi cả tiếng hồ được không nào? Giờ ta mới lấy quay đi. Đó, đứng thành công á. Thành công. Còn nãy giờ đứng hơn tiếng được không con? Đi ra ngoài chợ mua cái này trăm là đường ký. Yeah, there's two ice. So fresh and cute. Anh sẽ anh kìa. Nè nè em đụng rồi thấy không? Nè đụng rồi nó phun nước rồi nè. Mực mình mới thì câu mà tội nghiệp ghê, nó lên bàn luôn rồi. Mực này ăn sống được luôn nha. Nhưng mà nướng nó sẽ ngon hơn. Trời có tự nhiên nha con. Múc con. Câu được mực á giống như là winner, giống như chiến thắng vậy á. Yeah, thank you. Good night. Of course. Bye bye. See ya. Thank you. Thanks for helping me. Have a great trip home. Have a trip. Take